Chào quý bạn đang theo dõi kênh Hyundai Việt Trì ngày hôm nay. Và ngày hôm nay trên tay tôi đang là một chìa khóa xe Hyundai Tucson, chìa khóa thông minh các bạn nhé. Hầu như bây giờ xe ô tô đều trang bị chìa khóa thông minh. Và hôm nay một chủ đề rất là được các bậc phụ huynh quan tâm, và nhất là những người đang sử dụng các dòng xe ô tô. Có những cuộc gọi đến cho chúng tôi và hỏi rằng để mà đảm bảo an toàn cho trẻ em thì anh chị phải làm như nào, và nhiều khi là cho em bé hoặc là trẻ em ngồi phía sau này, đây là khoang hành lái phía sau đây đấy, rất là nguy hiểm mà trẻ con có thể mở cửa khóa này đấy bạn nhá, đẩy cái lẫy này ra là cửa nó mở ra thôi đấy đấy, rất là nguy hiểm. Vâng, và để sử dụng mà chìa khóa trẻ em an toàn và đơn giản thì hôm nay Hyundai Việt Trì sẽ giới thiệu đến các bạn một clip về cách sử dụng chìa khóa trẻ em và khóa trẻ em trên ô tô. Tôi ở phía sau hàng ghế phía sau các bạn nhé. Hàng ghế này thì những người như chúng ta thì người lớn thì không phải lo về vấn đề mà bản năng mở cửa khóa cửa ra thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà trẻ con rất là nguy hiểm khi các bạn để cửa xe như này. Bình thường thì những xe mà thông minh thì sau khi đi tầm trên 20 km/h thì cửa xe sẽ tự động khóa. Nhưng mà những chiếc xe mà chưa được trang bị tính năng đó thì là rất là nguy hiểm khi chúng ta để trẻ con ngồi phía sau như này và vô tình các bạn nhỏ mở cửa xe như ra này, và rất là nguy hiểm khi đang lưu thông trên đường. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách để sử dụng chìa khóa trẻ em an toàn trên xe ô tô. Và đây là chiếc xe Tucson và đây là chìa khóa của xe. Chìa khóa thì thường đây là chìa khóa thông minh các bạn nhé. Chìa khóa thông minh thì vừa còn là chìa khóa cơ vừa là chìa khóa thông minh. Chìa khóa cơ là sử dụng như nào? Đây, tôi sẽ mở cái chìa khóa thông minh này ra. Ở đây có một cái lẫy ở đây, lẫy nhỏ này, chúng ta nhấn vào và mở ra. Đây. Đây chìa khóa cơ bạn nhé. Chìa khóa cơ là cũng là theo xe. Và đây tôi sẽ mở cánh cửa này ra. Đây ạ. Ở đây có một cái khóa dành cho trẻ em đây. Chúng ta cắm vào đây ạ. Cắm vào. Và đây hình. Bình thường thì đây là chưa khóa các bạn nhé. Đây, chìa khóa mà chúng ta có thể ngồi ở trong này này. Chúng ta ngồi trong này có thể mở ra được là chìa khóa. Đấy. Còn khi đây chúng tôi sẽ khóa nhé. Khóa đây. Đấy. Đây, nút bật đây. Đấy, là đã khóa rồi các bạn nhé. Khóa rồi, bình thường khi khóa rồi thì chúng ta ngồi từ trong này. Đấy, đóng rồi đúng không ạ? Đây, khóa cửa đang mở đây. Nhưng mà khi đã khóa rồi thì chúng ta không thể mở ra được. Người ngồi phía trong không mở ra được các bạn nhé. Mà bắt buộc phải từ ở ngoài, người ngoài mở ra thì mới mở được. Đấy, đấy là một tính năng an toàn dành cho trẻ em. Đấy gọi là khóa trẻ em trên ô tô. Ở đây, tôi sẽ phải ra từ hàng ghế bên này. Đấy. Đây. Tôi phải mở từ hàng ghế bên này nhé, bạn nhé. Đây. Đấy. Đấy là cách chúng ta sử dụng chìa khóa. Cách chúng ta sử dụng chìa khóa trên trẻ em trên ô tô các bạn nhé.
Và vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cái tính năng khóa an toàn trẻ em trên ô tô. Và quý vị các bạn hãy làm theo tôi một cách đơn giản và an toàn khi cho trẻ em ngồi trên xe ô tô để đảm bảo an toàn cho những chuyến đi xa. Đấy. Xin cảm ơn quý bạn đã quan tâm và theo dõi video. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký và subscribe kênh để được theo dõi những video tiếp theo mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.